Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều vừa họp mở rộng với các phòng ban ngành của quận và 11 phường nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 5 và triển khai một số công tác trọng tâm trong tháng 6 năm 2022. Trong tháng 5, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm 2022 của quận. Với kết quả nổi bật là kinh tế thương mại dịch vụ trên địa bàn tiếp tục phát triển, tăng trên 20% so cùng kỳ. Thu ngân sách tính đến ngày 30 tháng 5, tổng thu được trên 475 tỷ đồng, đạt trên 46% chỉ tiêu dự toán Hội đồng Nhân dân quận giao. Giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt trên 38%. Đặc biệt chỉ đạo nâng cao hiệu quả, tạo điểm nhấn cho hoạt động phố đi bộ Ninh Kiều. Tổ chức thành công lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao cấp quận lần thứ 9 năm 2022. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.